Thưa quý vị, tuy không ngập sâu như quận Thanh Khê và Liên Chiểu, nhưng đợt mưa lớn vừa qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân tại quận Ngũ Hành Sơn. Lực lượng chức năng đã và đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lụt. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Hòa Quý. Tổ 13 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn sau đợt mưa lớn vừa qua. Khu dân cư này thường xuyên bị ngập trong các mùa mưa bão, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và sinh hoạt của người dân. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý đã điều động máy móc đến khơi thông dòng chảy tại khu vực này. Cũng cảm ơn chính quyền địa phương cũng như khu Hòa Quý đã thông cống được rất là tốt, mà không có tình trạng ngập úng nữa. Cho nên người dân chúng tôi rất hoan nghênh và rất cảm ơn chính quyền quận Ngũ Hành Sơn cũng như Ủy ban Nhân phường Hòa Quý đã có cơ hội đã giúp đỡ cho chúng tôi nạo vét được kịp thời trong cái mùa lụt năm nay. Cùng với việc hỗ trợ khơi thông dòng chảy, chính quyền địa phương cũng linh hoạt triển khai nhiều phương án khác để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra tại một số điểm trũng thấp, các khu vực bị sạt lở. Đối với một số cái dự án mà hiện nay đang thi công đã dễ, chưa khớm nối thì có xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Rồi Ủy ban Nhân dân phường cũng đã kịp thời xử lý thông khơi thông ống rãnh, cống rãnh và một số cái phương án để cho hệ thống thoát nước đảm bảo để không cái ngập cục bộ cho người dân. Và đối với một số cái trường hợp khu dân cư tại tổ số 3 và 50 thì phường cũng đã tổ chức máy bơm để xử lý tạm thời cho những cái khu vực có ống cục bộ và sẽ tiếp tục xử lý một số cái phương án để cho khơi thông cái hệ thống thoát nước trên địa bàn phường. Dù không bị ngập sâu như các địa phương khác, nhưng theo chỉ đạo của thành phố và quận Ngũ Hành Sơn, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục nhằm không chỉ hỗ trợ người dân mà còn sẵn sàng phương án ứng phó cho các đợt mưa lũ sắp tới, không để bị động, chủ quan.